nhị 7 ngày mới rửa, làm sao mà rửa sạch được ta? Cua cá sống mà bám trên thùng nhựa thì xanh á, sao mà cửa được? Nhưng xanh lai trà xanh chắc chắn cửa sạch mùi tanh khó chịu bám trên thùng nhựa khổng lồ này. Hãy đến và chứng kiến vào lúc 8:30 sáng ngày 8 tháng 6 tại công viên Lê Văn 8. Nhiều phần quà giá trị và hoạt động thú vị đang chờ đợi bạn.